Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bàn phím cơ không dây và có mức giá chỉ từ 500.000 đồng. Đây sẽ là những sản phẩm dành cho người dùng thực sự quan tâm tới một góc làm việc gọn gàng, sạch sẽ với chuột và bàn phím cơ là không dây. Còn đối với game thủ thì sẽ tùy vào điều kiện sử dụng. Lý do rất đơn giản, đó chính là các thiết bị không dây thì kiểu gì cũng sẽ gặp một chút vấn đề về độ trễ. Đây sẽ là yếu tố không thể nào tránh khỏi. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể khắc phục lại một chút bằng cách chọn vị trí để đặt các receiver, hay chúng ta còn gọi là các cái đầu thu tín hiệu. Mức giá thấp nhất cho một mẫu bàn phím cơ không dây đó chính là 549.000 đồng. Thậm chí đây là mức giá dành cho những mẫu bàn phím cơ thông thường. DU EK807G là một mẫu bàn phím cơ TKL dùng form chuẩn của DU, tương tự với những mẫu bàn phím cơ khác của hãng. Thế nên về mặt tiện lợi của sản phẩm là điều chắc chắn không thể bàn cãi. Yếu tố mà có thể thu hút người dùng đó chính là về phần mức độ hoàn thiện của một mẫu bàn phím cơ so với tầm tiền. Đây là mình đang xét trên khía cạnh là tầm tiền của sản phẩm là 549.000 đồng, thì toàn bộ sản phẩm bên ngoài được làm từ nhựa và miếng top cover thì được làm từ kim loại. Thì đối với những mẫu bàn phím cơ trong cái tầm giá khoảng chừng 500.000 đồng, mình hay gọi là mẫu bàn phím cơ giá rẻ để dành cho những người dùng mới bước chân vào và sử dụng bàn phím cơ, thì đây là một mức độ hoàn thiện khá tốt. Keycap thực dụng là keycap ABS có cái phông chữ màu cam. Phông chữ thì nhìn hơi buồn cười một chút, trông không giống như mẫu bàn phím cơ DU bình thường, nhưng không sao, thì đây sẽ không phải là keycap xuyên LED bởi vì bàn phím cơ này không có LED để mà xuyên. Thì switch được trang bị được do chính DU sản xuất, hay chúng ta còn gọi là D-Switch. Về cảm giác bấm thì giống hệt với những mẫu bàn phím cơ thông thường khác của DU, không có điều gì mới mẻ. Đây mình sẽ bấm cho bạn nghe này. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất đối với những mẫu bàn phím cơ không dây đó chính là về phần thời lượng pin và phần độ trễ. Điểm sáng nhất của DU chính là về phần thời lượng pin, với trang bị là 2 viên pin AA cho thời gian sử dụng tối đa lên đến 6 tháng. Đây là con số lý thuyết thôi, còn thực tế sử dụng thì sẽ có thể thấp hơn một chút. Thông thường thì theo như mình đánh giá thì những cái mẫu bàn phím cơ không dây cái thời lượng pin chỉ cần đạt được là từ 1 đến 3 tháng thôi cũng đã là một con số cực kỳ ấn tượng rồi. Thì đối với những mẫu bàn phím cơ này theo mình thì một năm cùng lắm các bạn thay pin 3 lần và mỗi cục pin vậy chắc là khoảng chục nghìn một cục pin, thì cũng không đến đâu, một chục nghìn một đôi thì sử dụng một năm mất khoảng 30.000 tiền thay pin thì ở mức giá cực kỳ thấp rồi. Và vì sử dụng receiver thế nên cái độ trễ của sản phẩm khi mà gõ văn bản là không đáng kể, chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được khi bạn sử dụng để đánh word ở trên công ty, còn khi mà chơi game thì sẽ là hơi hardcore đấy. Trong tầm tiền cao một chút, cụ thể là gần 1 triệu thì các bạn sẽ có mẫu bàn phím cơ đến từ Asia, một mẫu bàn phím cơ theo như mình đánh giá là thực dụng hơn nhiều. Với những gì các bạn mong chờ ở một mẫu bàn phím cơ thông thường thì Asia có đầy đủ. Switch cao cấp được Asia sản xuất hay còn gọi là của nhà trồng được, có hỗ trợ hot swap để các bạn có thể custom keycap ABS double shot xuyên LED, LED rất đẹp, có nhiều chế độ, hoặc thậm chí chúng ta có thể điều chỉnh qua phần mềm. Dây kết nối là USB Type-C hiện đại, pin tích hợp là 1900mAh và sử dụng được 15 tiếng liên tục khi các bạn bật full LED, và nếu như các bạn không bật full LED thì có thể sử dụng trong thời gian có thể là gấp 3 đến 4 lần. Khả năng kết nối thì sẽ có 3 chế độ wireless, receiver và Bluetooth 5.0, dây USB. Thì đấy là những cái chế độ gần như là tốt nhất dành cho những mẫu bàn phím cơ. Điều này thì sẽ giúp cho các bạn gọi là sử dụng được một cách hiệu quả và cân nhắc sử dụng sao cho phù hợp nhất. Thì đối với những cái chế độ hỗ trợ không dây có sẵn như này thì các bạn hoàn toàn có thể cắm sẵn receiver trên công ty, xong về nhà kết nối Bluetooth để sử dụng, hoặc có thể là cắm dây để có thể chơi game sao cho phù hợp nhất. Thì về phần layout của bàn phím này thì sẽ khác một chút so với những mẫu bàn phím cơ thông thường, hay mình còn gọi ngắn gọn là layout mini. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 68 phím để chúng ta có thể điều chỉnh. Thì đối với 68 phím thì gần như chúng ta sẽ cắt giảm đi những cái phím chức năng ở bên trên, tức là phím từ F1 cho đến FP2. Tất nhiên thì sẽ được tích hợp thẳng vào bên dưới luôn ở trong khu vực bàn phím, mặc dù nhỏ gọn nhưng vẫn sẽ đầy đủ các chức năng để các bạn có thể sử dụng. Và cách sử dụng đơn giản lắm, các bạn chỉ cần bấm phím function và bấm theo cái nút mà các bạn mong muốn, ví dụ như phím F1 ở đây thì được tích hợp thẳng vào số 1 luôn. Còn nếu như bạn sử dụng những bộ công cụ làm việc đòi hỏi phím nhập liệu, tức là vụ phím 5 pad thì phải làm sao, thì Era EK396 sẽ trả lời được cái bài toán đó. Một mẫu bàn phím cơ có layout là 96 phím, hay mình có thể gọi ngắn gọn là full size trong một tân hình, chỉ nhỉnh hơn TKL một chút, cực kỳ nhỏ gọn. Chất lượng build của sản phẩm Era là khá tốt, bàn phím có cái cảm giác cầm khá là đầm tay, gần như có thể nói là nặng nhất. Phần keycap được trang bị cũng vô cùng tốt, khi keycap vẫn cứ là ABS, phông chữ thì đã đẹp hơn. Tuy nhiên, cái mặt đẹp mà tốt mình muốn nói tới ở đây đó chính là về phần màu sắc và cách phối màu. Thì ở đây sẽ có hai màu chủ đạo, đó chính là màu trắng và màu tím. Thì về cái chất lượng in là cực kỳ ổn. Tất nhiên thì các bạn vẫn nên sử dụng
cái nước rửa tay để rửa tay trước khi để sử dụng bàn phím. Bởi vì ở đây mình mới sử dụng có 1-2 hôm thôi thì đã có một phím bị dính bẩn rồi. Nên các bạn cần phải giữ gìn một chút khi mà sử dụng cái những mẫu bàn phím cơ có cái cáp nó trắng phau như thế này. Về cảm giác gõ bàn phím cơ mang lại cũng rất là tốt khi mà Switch Airrise lựa chọn sử dụng đó là Gateron. Cảm giác bấm sẽ hơi nặng tay một chút khi so với hai mẫu bàn phím cơ này. Thế nhưng đây cũng sẽ là một trải nghiệm để chúng ta có thể gõ bàn phím được một cách hiệu quả và tốt nhất. Về mặt kết nối thì sẽ có hai loại là Bluetooth và cắm dây. Sản phẩm sẽ không đi kèm với receiver, hơi tiếc một chút nhưng không sao. Đối với hai kết nối này thì cái lời khuyên của mình cho các bạn sử dụng đó chính là khi các bạn sử dụng khi chơi game thì các bạn nên cắm dây để đảm bảo là không có độ trễ. Còn khi mà mang tới những cái nơi như kiểu khu làm việc hoặc là các bạn cần mang đi mang lại thì chỉ cần cầm theo mỗi bàn phím thôi và sử dụng kết nối là Bluetooth. Tất nhiên thì các bạn chơi game và sử dụng Bluetooth 5.0 thì hoàn toàn ổn thôi. Nhưng điều quan trọng ấy là thiết bị của các bạn có hỗ trợ hay là không. Nếu như thiết bị của các bạn không hỗ trợ Bluetooth 5.0 thì đấy sẽ là một trải nghiệm khá là củ chuối. Vì sao lại thế? Bluetooth 5.0 tất nhiên là vẫn có độ trễ nhưng độ trễ rất thấp. Nhưng quan trọng là chúng ta cần phải tương thích từ hai đầu. Bàn phím hỗ trợ thì máy của các bạn cũng phải hỗ trợ. Nếu như máy không hỗ trợ chỉ Bluetooth 3.0 hoặc xịn một tí là 4.0 thì vẫn sẽ có độ trễ cao. Thế nên khi mà sử dụng các bạn cần phải cân nhắc sao cho phù hợp nhất. Bù lại thì với hai dạng kết nối này thì các bạn sẽ không bao giờ sợ mất receiver. Bởi vì làm gì có receiver để mà mất. Các bạn chỉ cần quan tâm đến để dây ở một nơi xong cứ cầm đi cầm lại. Khi nào cần sử dụng thì cắm dây vào hoặc là khi nào cần sạc thì lúc đấy mới cắm dây. Về phần thời lượng pin thì sao? Thời lượng pin theo như mình đánh giá là sẽ là 1 tuần các bạn sạc một lần thì sẽ không bao giờ sợ cái tình trạng hết pin giữa chừng. Bởi vì bàn phím cơ này sẽ không được trang bị LED, chỉ có một số những cái phím chức năng như kiểu là Bluetooth hoặc là kích hoạt cái chức năng gọi là phát sóng thì mới có một chút LED để có thể cảnh báo các bạn là phím đang bật. Thế thôi, còn hầu hết những cái phím khác thì đều sẽ không có LED. Tất nhiên là các bạn vẫn có thể độ thêm nếu các bạn thích. Cái này thì là quyền các bạn, cái này mình sẽ không có lời khuyên đâu nhá. Và khi sử dụng những cái mẫu bàn phím cơ không dây thì các bạn cần phải làm quen trước với sản phẩm bàn phím, đó chính là độ trễ của sản phẩm. Có thể có những sản phẩm có độ trễ cao, những sản phẩm có độ trễ thấp và đây sẽ là yếu tố không thể nào tránh được và chúng ta chỉ có thể khắc phục được một phần. Còn lại thì về phần những mẫu bàn phím cơ có mức giá khoảng chừng từ 549.000 đồng này, gần 1 triệu và 1.300.000 đồng thì các bạn đánh giá sao? Thì đường link của cả 3 mẫu bàn phím mình sẽ để ngay dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video nhé.